Ok, Vũ đường nào ra Vũ. Mày a à, né mày. Một hit. Ôi trời ơi, bắn. Rồi, xin chào tất cả anh em, welcome anh em trở lại với Trung KD Gaming. Cùng tôi tiếp tục chinh chiến con game sinh tồn Zombie The Last Stand Aftermath tiếp nha anh em. Coi như là tập 6 rồi, anh em cũng thấy tôi đã bắt đầu hơi nản. Bởi vì coi như là game chua quá anh em, rất là khó chơi. Nhưng mà sau khi mà coi như là tôi đã cũng đã cố gắng anh em, và tôi cày lại từ đầu, và thế là ok, tôi cũng coi như là cảm thấy thoải mái hơn rồi nha anh em. Bây giờ là tôi đã có coi như là biết cách chơi và điểm knowledge và điểm bon này nọ cũng khá là nhiều. Đây, và hôm bữa là tôi đã vượt qua đây, hôm bữa tôi bị chết ngay đây nè anh em, cool location ngay đây. Cái bây giờ thì cái chỗ này là anh em thấy nó để cái chữ tiền không, để dấu hiệu bán đồ hay sao anh em. Hình như là tôi nhớ có anh em nói cái điểm màu xanh này nè, ngoài cái điểm skill này mình còn có thể đi để mua đồ hay sao ấy. Tôi bây giờ tôi sẽ đi lại thử xem anh em, và tôi đi xem đây thì nó có hai điểm. Qua đây trước xem. Và qua cái map này là tôi bắt đầu gặp boss rồi nha anh em. Qua cái map thứ hai này là bắt đầu có mấy cái con zombie bự con đột tử con mẹ rồi, cho nên là phải cẩn thận một tí. Ôi sao nó nằm ở dưới này à. Tôi bây giờ cũng hy vọng coi như là kiếm xăng thôi anh em. Cái này là gì? À, cái này là đồ tiếp tế, nhưng mà mình đâu có pin. Vậy thôi, bỏ. Chà, mà anh em chờ tôi tí coi, tôi phải làm một miếng clean water coi, cho nó lên thể lực cái đi anh em. Bây giờ tôi mới biết chơi con game này rồi, mình phải coi như là từ từ thôi. Chơi là phải lên thể lực, xong rồi để dành pin anh em. Để mà pin là để mở mấy cái vaccine ấy, để mà cho cái máu zombie nó đừng có tăng lẹ quá thì mình dễ chết lắm. Đây, nó ở phía này. À đây này. Ui, ở đâu tự nhiên giữa rừng có một cái chiếc xe zombie bọc thép kinh vậy. Đâu, để xem nó bán đồ hả ta. Ui sao đây. Đúng rồi, hôm bữa anh em nói nó bán đồ này. Tên là Mikhail. Anh này là một anh người Nga nha. Đây, để tôi mua bán với nó đi anh em. Dĩ nhiên rồi, có hàng gì ngon không anh ơi. Đúng rồi, nó có rất là nhiều thứ quý giá này. Mấy cái thằng này buôn bán gì mà nói nhiều. Buôn bán là người ta phải coi như là đưa trưng bày đồ ra cho khách hàng liền đi. Ok, let me show you what I got. À dạ, này nó bán nhiều đồ quá này anh em. Đây, tôi xem tôi có 45 điểm knowledge. Giờ mình mua được cái súng này, 8 cái súng trường đi anh em. Xong rồi battery này, thấy mẹ không đủ điểm mua cái cục pin này rồi anh em ơi. Để đây, để tôi bán đi. Đúng rồi. Bán bớt cái gì xem. Đây này, tôi đi lượm được một đống súng này anh em. Tactical grenade launcher. Đây, mấy cây tauron này tôi không cần, nhưng mà mình bán được có một điểm mà bán làm cái gì. Đây, tactical này tôi có hai cây bán luôn. Rồi, tôi để vậy đi, M199. Cái cây nào mà xài được nhiều đạn thì tôi sẽ để lại hết. Cái này là cái gì? Mấy cái vật dụng. Ok, tôi nghĩ là vậy là được rồi đó anh em. Chỗ này nó không có xăng, nếu vậy thì mình lên đường được rồi đấy. À quên, để tôi lấy cái súng này ra tôi xài chứ. Run weapon. Equip nó đi. Để bỏ nó vào đâu bây giờ? Đây, bỏ vào cái cây này thử xem. Và cái cây này hình như là nó có thể gắn cái gì nữa này anh em. Red dot sign hả? Tao để lấy ra xài xem. Ủa, cái này là cái nòng nhắm mà đúng không? Ủa anh em, gắn vô cây này sao? À, nó gắn rồi này anh em. Ủa, nó gắn rồi này. Mà sao không thấy cái gì màu đỏ? Tôi tưởng nó là cái tia laser hay gì để mình dễ ngắm chứ. Và cái cây này thì chỉ có 30 viên đạn à. Rồi ok, mình rời khỏi đây đi anh em. Trễ rồi cưng ơi, trễ rồi. Và lên đường đi anh em. Cái này như chỉ để mua bán thôi chứ không có gì nhiều. Đây, và nếu như đã đi đường này thì mình nên đi đâu anh em? Hotel Tugan. Á cha, cái nào cũng là 3 sao hết nha anh em.
Mà tôi nghĩ đi tới chỗ quân đội á, ở đây á, đây có xăng nè anh em. Đi tới chỗ quân đội đi anh em, tôi nghĩ là sẽ có nhiều súng hơn ấy. Ừ, thử xem. Cái này nó tốn 3 xăng rồi anh em, nhưng mà tôi muốn đi vào để tôi loot đạn thử xem. Tôi đang thiếu rất là nhiều đạn. Ok, dĩ nhiên. Những cái khu mà coi như là càng nguy hiểm thì coi như là phần thưởng nó sẽ càng cao, cho nên mình phải chấp nhận đánh đổi thôi anh em. Nào đi thôi. Ít nhất là mình cũng có đầy đầy thấy chưa? Extend Magazine. À, hay lắm anh em, cái này là mình tăng thêm cái độ cái gì á, cái đạn á anh em. Cài vô là nó sẽ cho cái hộp đạn của mình nó nhiều hơn. Giờ tôi lắp vô khẩu nào giờ? Đây cái khẩu này đi anh em, tôi đang xài cái khẩu này khá là ngon, tactical gì này. Rồi rồi, rồi được rồi đấy. Ok, và tới đây thì tôi hãy khoan khoan, tắt đèn cái đã. Tôi sẽ xài cái cây nồng giảm thanh trước. Đây nè anh em, chỗ này như có antivirus này. Nhưng mà tôi không có pin. Và đến xem. 1 2 3. Ôi giời ơi, cái chỗ này nhiều điểm quá này, có cái antivirus ngay đây nè anh em. Bây giờ thì nên đi chỗ nào đây? Tôi nghĩ tôi nên đi về phía này quá. Ok, thử xem. Và qua đây cũng xuất hiện thêm một loại zombie mới nha anh em. Đó là cái con zombie bò. Mẹ mấy cái con đó trong cái game zombie nào nó cũng kinh khủng quá anh em ơi. Ui cái què gì? Ơi, thấy rồi mà còn đi lại nữa, ngu ngu. À, M4A1 nữa này. Ào, về hết cả hồn quá ơi. Quên cái chỗ này là cái chỗ độc và tôi tìm nó mò lại chứ không biết nữa. Crap, phải lấy luôn. À, cái chỗ chế đồ này hay lắm, để tôi chế thử xem em. Thì Crap item clean water. Ừ cũng được đi, chế thêm bandage này. Billy Park. À, chế cái đồ đấm được rồi nè anh em, ngon. Đây để tôi xem electronic, để tôi xem mình còn có thể chế ra được cái món gì mới không, mình kiếm cái công thức mới coi anh em. Đây có cái gì mới lắm này. À thì ra là sắt dụng với lại vật dụng mà về điện tử, đồ điện tử anh em là sẽ ra pin nha. Ôi rồi ngon đấy. Đây để tôi xem còn chế được gì nữa. Đây tôi được khá khá đồ nè anh em. Ủa cái móng móng cào vua người sói này tới 50 lần xài luôn, là khá là ngon ấy. Tam cũng khá là cao, 37 luôn này. Ok tôi sẽ để dành xài đi anh em. Rồi mình tiếp tục xem. Ở đây phải cẩn thận, tôi chỉ sợ nó gài bom ở đây thấy mẹ. Rồi xong rồi đó, antiviral của tôi. Đây tôi có một cục pin anh em. Đây 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 đây, chỗ này là anti virus nè anh em, cái anti là cái này này. Ui ui, nằm ngồi xuống. Đúng rồi, lấy ra xài liền. Có là xài liền. Đây đây, tôi không có để dành nữa nha anh em. Nào giờ đâu có biết đâu. Cái này là cái không phải nó chữa mà nó dùng để nó ức chế anh em, nó tạm thời ngăn cái máu virus thôi, cho nên là có mình xài liền đi. Rồi cái chỗ này có cái gì trong đây không? Tôi cũng không biết nữa, hay là mình biết có nên mở không nữa. À, cái khu này nó rào lại cũng khá là an tâm đấy. Bây giờ tôi đóng cái cửa này lại được không? Để tôi xem. Bật cái này lên. Không. Cái mẹ ơi, nó không cho đóng thôi, để tôi đi khám phá cái đã nè. Đi khám phá thêm đi. Đây còn một chỗ trên này nữa là chưa đi thôi. Chỗ này vẫn còn một ống antivirus này. Khá ngon. Đây, vậy giờ mình đi qua đây đi nè. Nào, bình tĩnh, tự tin. Ê, có một thằng bò này phải không ta? Đúng rồi anh em ơi. Để tôi xử cái này trước rồi ta. Đây, thằng này có cách chơi, anh em phải né. Né nó liền đấy. Đó, xong á. Đấm nó, bụp, 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 chết bà mày đi, chết bà mày đi, chết bà mày đi. Thấy không anh em? Giờ có cách trị cái đám này hết đây. À, bật đèn lên tí xem. Ui dồi ôi. Đây có một thằng bự con, ôi chết bà, có một thằng boss anh em ơi. Thằng này đánh kiểu nó dai lắm, với lại nó có skill stun cũng khá mệt đấy anh em, nó đấm cho mình coi như là tụt thể lực luôn, mình không có né, không có làm được gì hết.
Để tôi đi vô loot cái khu sắc dụng rồi xem. Đi từ từ, mình phải lấy đây, lấy cái này ra xài. Cào hết cho bà, cào hết bà mày luôn. Một một cào rồi chết nha anh em. Ngon. Ủa, được thêm một cục pin này. Tuyệt vời. Ui ui ui. Có ba đám đằng kia kìa anh em. Cái đám này á là phải quăng molotov vô mới đã. Để tôi xem tôi có molotov không. Chết mẹ không có rồi anh em ơi. Chế thử xem. Hay rác với lại clean water. Ra banh đét mà đâu phải ra gì đâu. Phải có alcohol mới ra cái molotov được anh em. Tôi quên mất. Cái mẹ rồi ở đây đông quá vậy. Ui má ơi. Đây khá đông đấy anh em. Ui, từ từ có nên đi không? Để tôi thử nha anh em. Mày, cái thằng này một hit là chết thôi cũng đỡ. Đây, có mày vậy còn có. Đây tôi bắn bớt đây anh em. Đây còn lại mấy thằng này thôi. Ừ cũng dễ chơi mà. Ủa cái móng cào này ngon thiệt. Tôi phải chế thêm mới được. Mày giỡn mặt ra thằng. Đây rồi, molotov. Anh em xem này, tôi quăng vô cái đám lâu la đó kìa. Lấy ra xài anh em, lấy ra xài. Molotov equip. Đây. Rồi, anh em xem này. Quăng vào. Mày này. tôi bồi thêm nó mấy cú hả. Mày nằm xuống. Được đấy anh em, ngon lành luôn. Chết bớt cho anh đi. Mày chạy đâu. Ui. Mày còn thêm thằng này nữa. Mà khu vực này không có xăng nữa ta. Để cái khu này là phải có xăng kitchen này. Lút được khá là nhiều đồ đấy anh em. Nói đúng mà. Cái khu quân sự coi như là tụi nó đông nhưng mà sẽ bù lại. Bù lại là coi như là đồ loot của mình cũng rất là nhiều. Rồi đi từ từ thôi. Vẽ không thôi lại bị gãy mìn, gãy bom nữa thì khổ. Đây là miếng bandage cái anh em. Chứ không thôi mình mà không đầy máu lên là cái máu zombie nó sẽ lấn cái máu của mình. Mình càng ngày mình càng mất máu khổ lắm. Đây còn mỗi cái này thôi tôi tha cho nó đi. Chỗ này có đồ nhưng mà thôi tôi để dành để tôi lấy thêm cái antivirus đi anh em. Rác. Đây. Đây còn chỗ nào nữa. Chỗ này đồ chế đây. Còn mỗi cái chỗ này là chưa biết là cái gì hết. Nhưng mà để tôi trở lại đi anh em. Lấy luôn cái ống antivirus này đi. Tôi phải bật. Ui. Mày điên này. Bạn ơi luôn. Giờ này có thằng chó nào ở đây đâu mà lo. Good luôn cho anh. Nhưng mà nãy giờ đúng rồi anh em, tôi còn có một xăng. Kiếm thêm xăng ở đâu vậy. Rồi chuẩn bị đi. Bây giờ á mình bật cái này lên luôn em. Antivirus nằm ở đây. Đây rồi. Thêm một ống nữa. Ngon lành luôn. Giờ mình có nên bật cái này lên không ta. Chơi luôn anh em. Tôi bật thử xem. Chết con mẹ. Ôi nhanh. Cứu pin. À cái điện đàm này. Học skill luôn đi. Học cái gì bây giờ. Fire resist tăng poison không cần. Để tôi xem học được cái gì nữa anh em. Knockdown chain hả. Thì cũng được này. Mình học knockdown không phải cái này. Cái súng là đúng không anh em. Pistol dam. Đúng rồi. Học reload speed này. Được đấy. Còn này là gì chết chạy thiếu
Amex Capacity hả? Ủa là sao? Tôi không hiểu. Amex Capacity là sao nè? Đây đây, để tôi giết bớt nữa coi. Con bé mày, tôi tính ra coi. Mày một hit tương đương. Mày đập này. Chà, có vẻ như tụi nó đang mò qua, tôi phải... Chết cha. Ngồi xuống. Bắn từng thằng đi anh em ơi, tụi nó vô hết rồi. Tụi nó mò vô đây là hơi bị mệt đấy. Chết mẹ một đám bên kia nữa kìa. Đấy, từng thằng một thì chơi được. Tôi chỉ sợ cái thằng bự con nó vô thôi, má hơi bị khổ đây. Để súng ra xài. Lộn. Súng đâu? Súng kia. Đây. Hiu. Ok, cũng khá ổn hả anh em? Còn không? Chết mẹ nó đi, giống như là xếp hàng đi xem đá banh đi anh em ơi. Rồi từ từ xếp hàng mỗi em một hit thôi. Ok, ngon ganh gọn lẹ. Tha hồ mà loot. Rồi. Đây và hình như anh em là tôi phải cái này là mình có máu zombie thì mình có thể chế nè. Nếu vậy tôi sẽ ăn thử cái này xem. Nào giờ tôi cũng chưa biết đây. Xong rồi bây giờ tôi chế. À, hiểu rồi nha anh em. Mình có 5 cái máu cái máu này nè anh em. Cái máu mà bị nhiễm bệnh của zombie này mình có thể vô đây mình chế vô mấy cái chỗ nghiên cứu của HRC này. Xong mình chế ra antivirus luôn. Ngon. Oh, hiểu rồi. Coi biết cách chơi đấy anh em. Rồi bây giờ tôi phải đi kiếm xăng cái coi. Tôi đang thiếu xăng lắm. Mấy cái thằng ở dưới này nó không vô được. Hút ngay. Ủa bị ghê vậy. Ủa mấy này kinh vậy. Hai hit mới chết anh em. Bây giờ chắc tôi phải, anh em chờ tí đi, tôi phải chế thêm cái gì đi anh em ơi. Đúng rồi, phải chế thêm cái móng cào nữa. Đây móng cào thì cần phải có metobat. Và đây tôi có nhiều mà. Metobat, Philipat và Nuckle Duster. Nói lộ anh em bị liệu. Đấy, chế được một cái hand crack này. Ok, kitchen knife. Ô, tôi có kitchen knife luôn này, chế luôn. Ngon. Rồi bây giờ đó, để tôi xem mình luôn chế luôn cái này đi. Ôi chết bà. Thôi hết sắc dụng rồi. Đây nếu vậy tôi chế bandit tiếp. Rồi khá ổn đấy anh em. Tiếp tục lên đường đi. Đây đây có xăng có ship gì không? Tôi nghĩ trên cái khúc này là xăng là anh em. Nhưng mà đây tôi phải đi tới mới được. Em hy vọng đừng có gặp cái con mập nó đánh hơi mệt đây. Đây. Và cái cây súng quên nữa anh em. Tôi phải đổi súng đi. Cái cây súng này của tôi chỉ có 30 viên thôi nên để dành đi. Tôi sẽ coi lấy cây đây này. G-Biton này 194. 194 viên luôn này. Ok, lấy xài đi. Đâu để xem. Đúng rồi anh em, 194 viên luôn. Nhưng mà thằng này nó không có nòng giảm thanh. Tôi phải gắn cho nó cái nòng giảm thanh cái đã. Ok, ngon, đi thêm. Để chắc vào ngôi nhà này quá không? Đúng rồi anh em. Mà mẹ cái căn nhà này sao. Đúng rồi, ở đây không có xăng anh em. Thử đi vòng vòng ở đây xem. Mày cút chỗ khác cho anh. Tôi thử cái súng rồi xem. Quên gài đạn. Cũng được đấy. Kè bắn gần vậy mà còn hụt. Cái này tôi nghĩ là mình phải đi hết xăng á anh em, là mình đi phải đi tới đây rồi. Đúng rồi. Còn một xăng kìa, hay lắm. Trong đây có gì không? Để tôi vô thử luôn xem. Ôi. Mày. Bắn bỏ bà mày luôn. Ngon. Ủa cái này là gì đấy? Ô
Hóa ra là có một cái radar, một máy điện đàm ở đây, có chuyện gì đây? À, cái chỗ học skill thôi chứ làm tưởng cái gì chứ. Knockdown chat, ok, học cái này đi. Cái gì mình đấm cho nó bị stun cũng được anh em. Thế mà tôi cứ tưởng cái gì chứ. Ok, xong hết rồi anh em ơi. Có nhiêu đây rồi, nhưng mà cái căn nhà này làm sao vào? Tôi cũng không biết làm sao vào được căn nhà này nữa. Có mấy cái cửa này nè. Không biết vào cách nào luôn. Cái mình đi lên đường đi anh em, còn một xăng tôi sẽ đi qua trạm xăng tôi lấy luôn. Chỗ này coi như chế được mấy ống antivirus là quá ngon rồi. Thôi lên đường. Đây điểm kiếp tiếp theo là đây, mình đi tranh thủ lút xăng luôn. Nè mà vô cái map thứ hai nữa toàn cho mình chơi ban đêm không à anh em ơi, tôi thấy hơi bị tởm đồ warehouse quá. Ủa à, theo cái cốt truyện là mình chưa tới tiệm xăng nha anh em, mình đi giữa đường mình dừng lại đây. Mình theo cốt truyện là mình phải làm cái gì ở đây này? Đây và mấy cái thằng mà đeo ba lô này là nó cứ chứa đồ nha anh em, nó kiểu giống như nó mang quân dụng ấy, cho nên là giết được nó thì càng tốt. Cái ui 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 ui, bỏ tao ra, 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 bỏ tao ra. Mày con chó này, ngon, con này thì đập luôn đấy, biết ngay mà. Cái này cũng là khu quân sự hay sao á anh em, cái này là mình dừng giữa đường đó nha anh em. Đây mình đang dừng giữa đường này, hình như mình phải đi vào, mình đi làm nhiệm vụ trong đây nữa. Chết mẹ, có thằng mà cốt đột vậy. Cái thằng này thì dễ à, tôi nghĩ là tôi đấm tay á luôn đi anh em. Ô cái thằng này bự con rồi. Ơi tôi thấy hơi ghê, hình như là một chủng zombie mới rồi anh em ơi. Lấy dao dao chặt thịt ta chặt nó đi. Như con này một chủng zombie mới. Mày mày hả con chó. Đúng rồi anh em ơi. Bắn bắn. Xong rồi chém, xong rồi chém, xong rồi chém, xong rồi chém. Bắn rồi chém. Thôi, mỗi thằng một hit thôi. Nên mà nó bắt mình chơi ban đêm không mà tối thui. Nếu như mà mình à đúng rồi anh em, tôi có bom mà, hồi nãy tôi mới lượm bom. Anh em chờ tí coi để tôi chế bom như thế nào. Đây explosive. Như là phải có sắt dụng hay cái gì nữa anh em. Đây vậy tôi xem mình còn cái gì nữa không. Can bom bottle. Can bom này. Này hình như là đâu, để tôi thử xem nè, tôi không biết cái này nó làm như thế nào á. Đâu tôi quăng vô tụi nó coi này. Như bom nổ hay bom xịt gì tôi không biết nữa, đâu xem. À kiểu bom mù dụ tụi nó tới thôi à, anh em ơi. À mà cái đám này đông quá có vẻ nên bắn bớt. Chặt luôn, cái quần quà. Chặt luôn. Chặt luôn. Bắn bớt, bắn bớt. Lên đèn lên. Mày, mày này. Rồi xong gãy bà đó luôn. Lấy tiếp dao qua. Đây cái cây này là tôi để dành để em gặp, lỡ gặp boss thì mình còn có thể xài. Nào. Chơi bên này. Ui ui ui. Mấy này cũng kinh đấy. Anh em phải chờ tí anh em, tôi phải ăn máu rồi ta. Ban đét liền, tôi chết tôi rồi. Rồi xài luôn. Nào. Rồi, khá ổn rồi đấy anh em. Scrap. Mày này. Bây giờ tôi đấm chai cũng khá là mạnh rồi đó anh em. Đấy, mày này nhưng mà chỉ có tiêu tốn thể lực thôi, không gì hết. Mày này hai hit cho con. Một hit nữa. Phoenix Mu.
À, tới đây tôi nghĩ bật đèn lên là được rồi đấy. Ui, có một thằng bự con kìa anh em ơi. Phải làm một miếng nước kìa đã. Rồi, đây. Làm miếng nước kìa anh em. Rồi, lên thể lực ngay. Tiếp tục hành trình. Đây, còn gì loot không? Đây, gặp cái thằng mập này để tôi xem. Ôi, ở đây có... Đây này, 1, 2, 3, 3 chỗ lận. Thôi, cái thằng mập này tôi cứ để từ từ đi. Đi lại chỗ nó. Cứ tránh xa nó một tí đi. Nhưng mà tối quá. Vậy tôi để đèn nó không có thấy tôi luôn hay sao á, để tôi cứ để thử xem em coi có nó phát hiện ra tôi không, tôi đi lén lút coi nó phát hiện ra tôi không. Ừ, nhưng mà cũng phải cẩn thận anh em, cẩn thận có bom nữa, nó gài bom nữa thì khổ, quên. Ủa, mắc cái gì vậy? Ê. Ủa, đông quá. Từ từ, hình như tôi có hết bà rồi, không có bom. Ừ, chế bom như nào vậy anh em? Chế bom. Ôi, tôi không có bom nữa mới khổ chứ. Pin water thì đã ban death mà. Oh shit. Cái gì đây? Alo. Alo, dìu hâu báo cáo. Cái giạc hội đang cháy nha anh em. Ô, và con này nó không nghe mình. Nhà kho nó đang cháy, con này bị điếc à? Ê. Không, chắc cái bộ đài của mình có vấn đề anh em ơi. Vậy nó kêu mình dập lửa, cứ phải cức. Có một hệ thống coi như là dập lửa trong tòa nhà đấy. Mày hãy đi tới cái phòng coi như là phòng bảo trì đi. Mày phải bật điện lên. Cậu phòng nó việc gì cũng tới tay mình hết. Đây, và cái chỗ nằm ở đâu mới được? Mình chưa đi qua đó được đâu anh em. Bây giờ mình phải đi đây hướng này đúng không? Ok, và cứ phải từ từ nha. Tôi sợ bom lắm. À, đi xuống dưới hả? Cái gì đây? Tại sao lại có một cái gói hàng ở dưới ngày này? Ôi trời, vẽ đi xuống hầm mà nha anh em. Đi xuống hầm này tôi cảm thấy không có an toàn đâu anh em. Đây, mà nó không có thấy mình. Mày, bật đèn nó cũng không thấy mình nha anh em. Cá hên. Được lắm, chứ mà ban đêm buổi tối dưới này không có miếng đèn nào mà mình không có cái đèn pin thì đi sao mà chịu nổi. Ôi dồi ôi, một đám ở trong này này anh em ơi. Chết mẹ, nó nằm đâu vậy? Tối mù à mấy ông ơi, chơi game gì đâu mà khiến cho game thủ bị lên độ là thế nào? Mở cửa ra xem. Tôi nghĩ là cái cần à, đây này anh em, nó nằm ngay đây này. Nhưng mà tụi nó mà bu tới thì cũng khá mệt đấy. Tụi mà bật đèn lên là tụi nó sẽ tới. À, thấy đường rồi này. Lắm. Cái này là gì? À, hệ thống dập lửa này. Ui mày. Đây, đập cái này luôn em. Mày con chó. Ui. Bắn. Ôi. Ít cả hồn. Đây có banh đét mà ăn tiếp anh em. Không để coi như là 1% máu rút thôi cũng rất là quý giá trong con game này. Đây. Đấy. Bây giờ tôi mà dập lửa là cái đám zombie nó sẽ chui vô được trong cái nhà kho nha. Nó có đồ này. Đấy. Rồi bật lên luôn. Rồi, dập lửa. Càng đi sâu tôi càng có cảm giác bất an anh em ơi.
À, chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ hết đi. Đây, chuẩn bị đi anh em. Nó tới là bắn thôi. Đây, nhưng mà cái mẹ. Tôi nghĩ tới đây tôi nên lấy cái cây ba chỉa ra đi anh em ơi. Cái cây Wolverine này đi. Mẹ nó đứng một đống như vậy làm sao mà chơi? Này nó lại không có craft được cái Molotov nữa này, khổ, thiếu alcohol anh em ơi. Giờ mà bắn thì khá là tốn đạn đây. Nè, nhưng mà trên kia thì có một thằng cốt đột. Giờ tôi phải làm sao để tôi xem clean water. À, đây cũng còn đồ nè, hy vọng kiếm được cái gì đây. Nghe sao toàn. Ê, lên đây có gì không? Đây chắc có vật liệu, có thuốc nổ gì nè anh em, nhưng mà mẹ mình không có pin. Tôi nghĩ là tôi cũng có dư đây 211 đạn. Ơ, tôi mới lượm đạn này, ngon. Thôi 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 thôi. Tôi nghĩ là bắn mẹ nó luôn đi anh em, có nhiều đạn tôi xả hết luôn đi. Chứ giờ tôi đã hết cái anti virus rồi. Ui, tụi nó tới. Bắn từng đứa. Ok, vụ đường nào ra vụ. Mày. À, né. Mày. Một hit. Ôi trời ơi. Bắn. Một hit thì con. Bắn. Ừ, được đấy em. Xong hết rồi này. Ôi, may mà lượm được đạn. Còn thằng này nữa cho ăn cái đấm. Ui ôi ngon lành quá. Ôi tôi lượm được hai cục pin luôn này. Ui ba cục pin luôn, nhiều pin quá. Ngon anh em. Vậy tôi trở lại đây tôi mở cái cục này đi, xem có đồ gì không. Quên quên quên, ăn đồ tiếp. Vời tuyệt vời. So far so good. Này mới đúng là chơi nè anh em, chơi như vậy mới khỏe này. Được cái gì vậy? Explosive hả? Đây tôi đem về cho mấy đứa coi như là thế hệ sau tiếp đi anh em. Đem cũng khá nhiều đồ đấy. Đây warehouse tới chín chín chỗ để loot. Nhưng mà ái cha, hình như nó bị gì nè anh em. Căn cứ tôi tìm thấy cái gì này. Tại anh em hàng quá nhưng mà tất cả đều đã bị đốt cháy rồi anh em. Sao kỳ vậy? Ok, mày tìm thấy cái gì? Có những cái canister còn rất là tươi, rất là mới hả? Có bao nhiêu cái? Rất là nhiều. Nhưng mà nó là cái gì mới được? Mẹ nó cũng không biết là gì luôn anh em. À, con nhỏ Ami nó nghĩ anh em trong mấy cái can đồ ăn đó đó, nó chính là cái nguồn cội để mà tạo ra một cái loại virus mới đấy. Có người đã cố tình đốt nha anh em. Ok, nó kêu mình phải phá hủy hết đi xong rồi rời khỏi đây. Đây đây chính là cội nguồn để gây virus nè anh em, một loại virus mới này ngoài cái virus zombie. Đây nó kêu mình làm gì đây? Fly đi 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 kiếm thuốc nổ nè anh em, bốn cái hả? Cá à, thuốc nổ kiếm đâu? Rồi ở đây có một cái antivirus nè anh em. Đã nằm đâu mới được? Cái quần què. Rồi xong. Con kim đi. Rồi tôi bắt đầu bị máu zombie rồi, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Ta để đi qua bên đây. Ủa cái thằng virus đó nó nằm ở đâu vậy ta? Nó nằm ở ngoài hay là sao? Thì nó nằm ở đây nè, đúng rồi. Để đi vòng qua thôi anh em. Mà thuốc nổ kiếm như thế nào ta? Chẳng có cái bài gì vậy? Tất tít bottle. À. Đây không biết nó có loại văng văng dây văng thuốc nổ gì ở đây không nữa, khổ.
Cái gì đây? À, thuốc nổ nè anh em, và tôi có cả một cây súng nhắm nè này, lấy luôn, ngon. Tại vậy mình phải đi mò rồi anh em. À, đặt bom, đây tôi có một cục bom, tôi sẽ đặt vào đây, rồi xong. Đi mình tôi kiếm thêm mấy cục nữa. Bị cháy mẹ nó tại. Đây nè đúng không? Bom ngay đây này. Cá thêm được một cái băng đạn mới này anh em, ngon lắm. Piu 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 piu. Đây, làm một miếng clean water đi nè. Lên thể lực cái. Đây. Xong rồi hình như tôi có cái đây băng đạn mới đúng không? Stone thì tôi sẽ gắn vô đây luôn. Oh. Ok, ngon rồi đấy. Tuyệt vời. Đây còn hai cái bottle mình gắn vô cái này đi. Được rồi đấy. Khá ổn. Ủa, tôi chỉ kiếm hết 9 trên 9 này kìa anh em. Vậy là nó vẫn còn chỗ nào nữa hả? Hình như nó còn chỗ mình chưa loot, hình như ở ngoài sân này sao ấy. Nếu vậy thì đi ra đi. Lạ vậy ta. Đây tôi sẽ đặt một cái nó ở trong này. Chà tôi biết rồi anh em, nó bắt mình phải coi như là đi vòng vòng mấy cái map này nè, trong cái map này để kiếm, chứ nó chỉ nó không có ở trong mỗi trong cái nhà kho này đâu. Đây nếu vậy thì tôi thử đi đi xuống đây xem, như phía sau này vẫn còn. Ui ui, đây và mấy con này á thì tôi nghĩ là tôi đây xài đồ dởm thôi, đấm chay với nó cũng được rồi anh em. Nào gặp đông đông mình mới lấy ba chĩa ra. Đây anti virus này xài ngay xài ngay. Ồ đây mà còn hai viên pin anh em. À còn trái cuối cùng á tôi đã lấy rồi mà tôi không biết. Đây đặt vào. Ôi trời ơi làm nãy giờ đi loanh quanh. Ủa rồi sao nữa? Fire explosive sạc hả? Ủa tôi đã đặt rồi mà, tôi đã đặt hết rồi mà sao bây giờ nó không nổ mà nó lại làm sao như thế này? Cái con game này nó có bị bất hay gì không nè anh em? Đây tôi đã đặt hết 4 cái thuốc nổ mà nó kêu tôi kiếm thêm một cái thuốc nổ nữa là sao? Tại vậy? Cái con game này là nó bị bất rồi anh em ơi. Theo cốt truyện cho nên là tôi phải cho nó nổ hay sao ấy. Đây bây giờ thì tôi đã trở lại nè đây. Như là nó bắt tôi phải nó bị bất rồi anh em, tại vì tôi đặt với cái thuốc nổ này á 4 cái trước khi mà tôi tìm được 4 cái thuốc nổ anh em, là nó kêu đặt với lại tìm nên là tôi đã làm ngược lại cho nên là nó bị bất rồi sao ấy. Hay là thôi tôi thử thoát game coi anh em, để coi nếu như bữa sau tôi chơi lại coi thì để xem nó có reset lại hết mấy cái nhiệm vụ hay không, chứ bây giờ kiểu nó không reset nhiệm vụ nó cứ để vậy thì nó bị bất quá. Ok, thank you anh em đã theo dõi tập này cùng Aftermath, cùng chung KD Gaming anh em, coi như là nói chung là tự trở lại coi như là đầy mạnh mẽ nè, nhưng mà chỉ có bây giờ đúng là chỉ có bất mới ngăn cản được cái sự bá đạo của tôi thôi, anh em cũng thấy đây. Ok, tôi sẽ tiếp tục, bữa sau tôi sẽ tiếp tục trở lại xem nó còn bất để mà chơi tiếp không nha anh em. Con game nói chung mình đã chơi được thì rất là hay, tôi sẽ quyết định chơi cho tới khi nào mà đi tới đây thử xem coi cái kết thúc của câu chuyện như thế nào nha. Ok, thank you anh em rất nhiều nha. Bye bye anh em và hẹn gặp lại. Coi như là nếu như mà anh em trân trọng cái sự coi như là cày ải, chịu thương chịu khó của tôi á anh em. Coi như là phải đánh với cái đàn zombie và còn phải coi như là phải chống lại bất của già bất thành như thế này, thì anh em nhớ cho tôi một like và một đăng ký kênh nha anh em. Đó là động lực để mà tôi tiếp tục cày những con game khó nhằn này cho anh em xem. Ok, kênh này rất chiều nha. Bye bye một lần nữa và hẹn gặp lại.